Sáng ngày mùng 8 tháng 12, đoàn thẩm định nông thôn mới huyện Vĩnh Tường tổ chức thẩm định thôn Hòa Lạc, xã Tân Phú đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Thôn Hòa Lạc nằm ở phía đông bắc trung tâm xã Tân Phú, có tổng diện tích tự nhiên là 34,96 ha. Thôn có 199 hộ với 745 nhân khẩu. Thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đến nay, bộ mặt nông thôn ở thôn Hòa Lạc có nhiều thay đổi, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng và cải tạo khang trang, cảnh quan môi trường sáng xanh, sạch đẹp, hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, nhận thức của cán bộ Đảng viên và nhân dân về nông nghiệp, nông thôn, nông dân được nâng lên rõ rệt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là hơn 10 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp là hơn 1,5 tỷ đồng. Theo đánh giá, thôn đã đạt 10 trên 10 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Tại buổi thẩm định, đoàn đã ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thôn Hòa Lạc nói riêng và xã Tân Phú, nói chung trong công tác xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời, yêu cầu thôn tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu, tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đảm bảo chất lượng hiệu quả tiếp tục kêu gọi xã hội hóa để có nguồn mở rộng thêm diện tích cho nhà văn hóa thôn chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện thành viên văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới huyện để hoàn thành hồ sơ thẩm định theo quy định